cay. Thử ngay, tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Dành riêng cho sinh viên đã quay trở lại với phiên bản SV 2020 với nhiều điều mới mẻ. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Miền Bắc sau 6 trận thi đấu nảy lửa đã chọn ra được đội tuyển xuất sắc nhất. Chính các bạn đã khiến cho tôi phải cân não. Dành một cái phiếu cho Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tôi cũng vote cho Học viện Cảnh sát Nhân dân. Các bạn đã chiến thắng một cách thuyết phục. Tuần này, SV 2020 đã có mặt tại khu vực miền Nam để tìm kiếm đại... Mì tôm phun lửa, chua cay rực lửa, sáng tạo bởi Omachi. Mê ốc cay, thử ngay, tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Đại diện tiếp theo, góp mặt vào vòng chung kết toàn quốc. Xin chào các bạn, sinh viên Việt Nam! Về khu vực miền Nam sẽ có gì đặc sắc? Ngay bây giờ, hãy cùng theo dõi trận đấu mở màn giữa Đại học Thủ Dầu Một và Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay chủ đề đó là siêu năng lực. Chọn hợp lý. Một cái không khí tôi chờ đợi mãi cuối cùng nó cũng đã đến rồi. Là gì? Là tình yêu, là niềm tự hào và là sự tin tưởng của tất cả chúng tôi gửi tới tất cả các sinh viên và đặc biệt trong các chương trình SV 2020. Và tiếp đến, xin được nồng nhiệt chào đón diễn viên đạo diễn Hồng Ánh. Xin chào tất cả các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ có một chương trình thật là sôi nổi, đúng tinh thần tuổi trẻ. Và một vị giám khảo tiếp theo chính là nghệ sĩ ưu tú Phương Anh. Xin chào các bạn. Một tay to lên nữa nào. Cơ hội của tất cả các bạn, cố gắng lên hai trường. Yeah. Và để góp phần vào sự thành công của chương trình, không thể nào không nhắc đến sự góp mặt của các nhà tài trợ. Cảm ơn nhãn hàng mì tôm phun lửa, chua cay rực lửa đã tài trợ chương trình. Và đồng thời, xin cảm ơn nhãn hàng tương ớt Chinsu, vạn món ngon cùng vị là nhà tài trợ của chương trình ngày hôm nay. Song song với chương trình sẽ có phát sóng cuộc thi trên VTV Go, gương mặt SV, tìm kiếm các gương mặt SV triển vọng. Để bắt nhịp cùng với cuộc thi, các bạn hãy truy cập app VTV Go, biết đâu được các bạn sẽ tìm thấy crush của mình ở đó đó. Lạc lui nhảy lên top
quần dốc quần nhìn lên. Chỉ là những cái trào lưu vui vui TikTok để các bạn đều nắm bắt rất là nhanh. Vâng, đó là SC. Phần chào FV của tụi em đó vô cùng đặc biệt luôn, vì có một bạn thành viên rất là hot boy trong team của tụi em á, rất là hợp cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, có cải lương nè, beatbox và bên cạnh đó còn có rap nữa ạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Ê, nghe nói là năm nay trường mình nhiều gái xinh lắm. Đi đâu vậy? Em ơi anh đến nơi đây để mời em về đơn thủ. Trường anh xanh lắm, nằm giữa không gian phố thì muôn màu. Một màu xanh xanh trắng thêm hồng hồng, một màu xanh trắng thêm hồng chính trường em đây. Dù tung bay muôn phương, màu xanh ấy vẫn nhạc nhắc gì chị em ơi. Hát bóng trách nhiệm sáng tạo. Để người có bao nhiêu năm, người trẻ có bao nhiêu lâu, cơn sao của mày hôm sau bay trắng vừa đã trên đầu. Ngại gì không nắm tay nhau, cùng xoay như cánh hoa tàu, tung bay như cánh hoa tàu. Thủ là đâu lãnh đạo, sâu là cây vuông thẳng, một là nhất chấp nhất. Xây dựng cùng chung tay góp sức làm rạng rỡ Bình Dương. Tụi em thích, tụi em tự hào những gì mà tụi em thể hiện được hôm nay ạ. Có vẻ là nó hơi bị lố giờ đúng không? Dạ không, tụi em dư được 2 giây luôn đó chị. Dạ đúng rồi, tụi em đã thấy hết rồi. Quả là một tiết mục đặc sắc đúng không các bạn? Nhưng mà sau đây mời các bạn hãy hướng về sân khấu và chuẩn bị tâm thế cho một màn trình diễn phá cách và sáng tạo đến từ đội tuyển Hot Lit. Thì khi mà mọi người coi tổng duyệt thì mọi người cũng thấy đó, chúng em có gì nè, có rap nè, xong rồi có diễn xuất luôn. Có là những cái khúc mà kiểu làm khùng, làm điên, cho cái tiết mục của mình nó sinh động hơn, nó trẻ trung hơn, nó sinh viên hơn. Đúng chất SV20. Cuối cùng tôi hỏi nhỏ ai yêu hấp đích thì giờ tay chết tay. 3, 2, 1, bắt đầu! Áo, dù ăn cháo hay ăn bún bò, dù ăn bánh giò hay ăn bánh tét, thì hãy cùng hướng mắt vào sân khấu 3 giây để cùng chào đón chương trình Rap Server. Và tôi, MC Trấn Áp sẽ trấn áp các bạn trong chương trình này. Và sau đây là phần thi của em, Hấp Phơi Lít. DD Production. Tôi vui lắm mọi người à. Tôi biết bây giờ đứng trên sân khấu xung quanh chỉ toàn là người lạ, cố gắng phấn đấu 11.000 like cả một quá trình dài để hôm nay đứng đây chứng minh hấp dẫn toàn những người tài. Yo! Hôm nay là thứ 7 thì SVSV Việt Nam nhạc lên là tôi nhảy lên top 1 Việt Nam. Mới hôm qua còn đang trên trường chạy deadline và soạn đề cương, mà hôm nay tôi đứng ngay đây và cùng bạn bè hấp dẫn tỏa sáng. Đại học ngoại ngữ tên nào thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên vừa giỏi ngoại ngữ và cả công nghệ thông tin, giỏi hết tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn, chuyên cảm nhận trời, du lịch khách sạn, du khách hôn thương, quan hệ quốc tế mừng ra thế giới. Và chính lượng hay là quản trị kinh doanh, thuộc lòng hết mấy bộ luật, hết sinh viên luật học cao nhanh. Đến với SV năm nay mang theo các cháu bốc cháy, và cuối cùng tôi hỏi cả ai yêu hấp lớp thì giờ tay giấc. Wow, một cái không khí tôi chờ đợi mãi cuối cùng nó cũng đã đến đó.
Dựa trên những tiêu chí thì tôi xin được phép bình chọn và bày tỏ cảm xúc của tôi đối với đội Hot Flip. Tôi nghĩ ở đây Hot Flip đã thành công, chỉ là những cái trào lưu vui vui TikTok. Các bạn đều nắm bắt rất là nhanh và các bạn ứng dụng vào rất hiệu quả. Phần này chúc mừng các bạn. Việc thích phần thi của các bạn trường đại học Hot Flip hơn các bạn trường đại học Thủ Dầu Một một chút xíu. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà báo Phong Việt. Vâng. Tôi xin phép sẽ chọn trường đại học Hot Flip. Em trả lời ngay và luôn là em thích Hot Flip ạ. Wow. Em rất là vui luôn, tại vì tụi em cũng chuẩn bị khá là kỹ cho cái phần chờ sân để làm sao cho nó ấn tượng. Đứng về phía một người anh và nhìn nhận sự cố gắng phấn đấu thì anh sẽ lựa chọn các em. Đại học Thủ Dầu Một. Cá nhân tôi thích đại học ngoại ngữ tin học. Như chúng tôi đã nói là ngoại ngữ tin học, Thành phố Hồ Chí Minh có quyền chọn chơi trước hay chơi sau. Dạ, tụi em sẽ chọn chơi sau. Chơi sau. Chúc cho hai đội thi thật là tốt với chiếc khiên và chiếc búa này ạ. Hãy đợi những cơn sóng của ta. Tới đây. Tôi đánh giá rất cao cái phần này của các bạn. Chị ngồi chị cười như một con điên. Ở nhà hát SV, một phần thi hoàn toàn mới. Mỗi đội phải trình diễn một vở nhạc kịch với chủ đề đã được đưa ra. Nội dung, kịch bản, cách trình diễn cần thể hiện được sự thông thái, vui tính và truyền cảm hứng của sinh viên. Thời gian không quá 8 phút, quá 30 giây trừ 0,5 điểm, quá 1 phút trừ 1 điểm, 2 phút trừ 2 điểm. Điều đặc biệt là mỗi chủ đề của chương trình đều có một chìa khóa được đưa ra, bắt buộc phải xuất hiện trong vở nhạc kịch của mỗi đội. Các bạn sẽ phải dùng chiếc khiên và chiếc búa này giống như là một cái thử thách thêm nữa để thấy cái độ nhạy bén. Với trí tưởng tượng siêu thật của tụi mình, chiếc búa và cái khiên sẽ được xuất hiện một cách mới lạ, sáng tạo và đầy ý nghĩa. Chính vì thế, hãy cùng nhau chào đón tác phẩm nhạc kịch của đội FV đến từ trường Đại học Thủ Dầu Một. Chủ đề siêu năng lực nó không làm khó được đội Thủ Dầu Một của tụi em. Vì tụi em đã xây dựng một cái nhạc kịch vừa có tính bi, vừa có tính hài. Và đặc biệt là cái độ sâu lắng của nó thì em nghĩ là sâu như đáy biển à. Rất là sâu. Chắc chắn châu chẳng có biết gì à. Ta làm rớt hạt giống thần xuống trần gian, mỏi cả hai mắt ta biết. Chúng em sẽ cho khán giả thấy được rằng là con người chúng ta đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cái việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt là chữ xanh nha mọi người. Trường Đại học Thủ Dầu Một của tụi em là xanh, xanh và xanh. Cây và người, tôi nghĩ nó rất là gần gũi với cả người Việt Nam mình. Thế nhưng mà có vẻ như các bạn sẽ mang lại sự bất ngờ khi mà đưa khiên và đưa búa vào. Vâng, cái vấn đề là đưa khiên và đưa búa vào đâu. Riêng phần này thì ban tổ chức đã làm khó đội. Nhưng mà cũng là nhờ làm khó thì các bạn ấy sẽ thể hiện được cái tài năng của mình. Khán giả ơi, cùng đến với tôi nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Chào Quỳnh. Thủy Quỳnh, nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật của bé Thủy hả? Đúng vậy. Thôi, được rồi nè. Bây giờ sẽ tới phần bốc thăm trúng thưởng. Lộn. Bốc đồ dự đoán tương lai. Bé Sơ nó bốc iPad dự đoán thời tiết. Chắc mai mốt làm phát thành viên nha. Ý, bé thì bốc cái khẩu trang trân châu chống Covid kìa. Tương lai làm nhà nghiên cứu vaccine hả con? Xí hột, cái cây này á là của ta đó nha. Ta làm rớt hạt giống thần xuống trần gian, mỗi cả hai mắt ta mới tìm được đó. Thôi cho ta xin lại nha hai con. Ông thần gì mà tính kỳ, dành đồ chơi với con thôi, nhít không à? Thôi được rồi, nên thôi ta trả cho nè, nhưng mà nên nhớ phải chăm sóc cho thật cẩn thận nghe không? Ta sẽ tặng cho con chiếc búa làm bằng phép thuật này. Chỉ cần á, con gỡ vào cây là mọi điều mong muốn của con sẽ thành hiện thực. Cầu đất con! Nhưng con nhớ, nếu con làm hết nó thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Gái, nè, đây. Ta tặng cho con chiếc vỏ sò này nha. Nó có thể giúp con dự báo được những điểm xấu. Nhưng con nên nhớ, nếu con làm mất nó thì tính mạng con cũng sẽ tan theo bọt biển.
cái người lúc nào cũng thiên vị cho nhà Sơn Tinh, cho nên nhà hắn cứ lên đi diều gặp gió, còn nhà ta thì cứ ba chìm bảy nổi chín lên đinh. Ta nào có nhiều ít tốt xấu tự ắt lòng người mà ra. Ta nói á thì các ngươi hiểu đi. Thôi ta đi nha các con. Cái ơi em buồn ngủ à. Nàng à, nàng đồng ý làm vợ ta chứ? Cái chàng vội vàng quá vậy, chúng ta chỉ mới có 18 tuổi thôi mà. Nàng lại quên rồi, trên sân khấu chúng ta chỉ có 8 phút à. Giờ không cưới thì sao kịp. Cưới đi nàng, để ta về tôi xin cha đẹp về cưới. Hả? Cưới con gái ta mà dễ à? Xin lễ gồm có nhà gỗ chính gian. Kè ơi giúp ta. Wow, thủy điện chín cái. Chạy ơi giúp ta. Nhưng giúp ta đi. Wow, thì ra là cái búa này có sức mạnh vậy. Được rồi, xin lỗi cuối cùng chính là cây búa của con. Nhưng gì hết, ta nói con nghe, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, đồ của con thì cũng là đồ của ta. Lo chuẩn bị đám cưới với con gái ta đi. Giờ đây nước là của ta, đất cũng là của ta, trái đất này. Không, trái đất này phải là của ta. Cây thần, hãy nghe theo mệnh yêu cầu của ta. Hãy phá hủy tất cả những rừng ngập mặn ven biển để những cơn sóng ta phát huy sức mạnh. Hãy phá bỏ tất cả những rừng nguyên sinh để ta bành trướng lãnh thổ. Hãy giết tất cả động vật hoang dã. Ta chỉ muốn làm những khu công nghiệp mạnh. Điều vô lý và tàn ác của nhà ngươi, ta không muốn làm. Muốn chị em muốn giết gì tiền ngươi. Cái cây mà làm như đóng phim kiếm hiệp vậy. Được rồi, nếu ngươi đã vô dụng như vậy, ta sẽ xuyên sức ngươi cả đời. Ê, không được. Không có người, ta sẽ tàn phá theo cách của ta. Không được, nhưng thế là hey! Chị, chị gì thế này? Bạn cây ơi, bạn cây. Lâu rồi mới trở về thủy cung chơi. Cha ơi. Ủa, con gái này về thủy cung hả con? Dạ. Trời ơi, sao cho chồng chơi búa gì mà chắc tay dữ vậy? Chắc mỏi lắm đúng không? Để con cất cho. Cất cho cẩn thận đó. Dạ. Mà cha, cho ngồi đi. À, từ từ, cái ghế bằng nước khả giám khảo người ta không biết. Dạ, cha. Ê da, có chuyện gì? Đứng lại đó. Đứng lại đó. Đứng lại. Ngươi đứng lại đó. Đứng lại đó. Ngươi còn định chạy đi đâu nữa? Hãy đợi những cơn sóng của ta. Dừng ta lại. Mau gọi người ta, ta sẽ giết ông ấy. Không được, đó là cha của ta, không được làm hại ông ấy. Những cơn sóng thì lớn lên nữa. Nếu không làm như vậy, ông ấy sẽ nhấn chìm cả làng này. Cây ơi, hãy biến những chiếc lá thành cây hiên bảo vệ dân làng. Có chuyện gì vậy? Những cơn sóng, những cơn sóng của ta, những cơn sóng của ta. Nè, này đến dậy đi nè. Con gái của ta. Tất cả là lỗi của ta. Dù ta quá nhỏ nhen, quá độc ác. Được rồi, ta nguyện dùng cả tất cả những sức mạnh và tuổi thọ của mình để cứu con gái ta. Hỡi mẹ thiên nhiên, hãy nghe lời khẩn cầu của ta. Trời, tao nói mấy cái ông này có mấy cái cây thôi mà làm cũng lâu nữa. Trời ơi, lẻ suốt cái đất lẻ lên. Còn cái cây bên đây chưa tới nước này nè, đem nước ra đây coi. Nước. Nước nè cha. À, thôi, bầu bì đi vô trong nghỉ đi. Ta làm được mà. Ủa, còn cái cây này là sao ta? Của ta chăm sóc giùm nha. Hùng á, chăm sóc nha. Hùng. Hùng á, chăm sóc giùm nha. Ông thần cây mà tôi tưởng thần kinh không mọi người. Nhớ nha.
Tôi đã nhìn thấy chất SV ở trong phần thi của các bạn. Rõ ràng. Và đó là thành công ban đầu của các bạn, đội tuyển SV Đại học Thủ Dầu Một. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe nhận xét của các vị thành viên ban giám khảo. Đầu tiên xin mời nhà báo Phong Việt. Cảm ơn anh Lại Văn Sâm. Đầu tiên phải nói là Việt khá là tiếc. Tiếc bởi vì như lúc nãy các bạn cũng biết rồi, Việt giữ cái trọng trách là cái người sẽ bấm thời gian cho cái phần thi của mỗi đội. Và các bạn bị lố hơn 1 phút 30 giây. Wow. Wow. So với cái phần thi mà lúc nãy anh Lại Văn Sâm để công bố là chúng ta chỉ có 8 phút cho cái phần thi này thôi. Và các bạn đã bị lố 1 phút 30 giây. Hơn 1 phút 30 giây một chút xíu. Cái chia sẻ kế tiếp của Việt là trong cái phần thi này á, Việt nhận ra là có hai nhân vật rất là quan trọng. Một là bạn phù thủy. Và hai là bạn đóng nhân vật thủy tinh. Thì phải nói là Việt rất rất là phấn khích với những cái câu thoại của bạn làm phù thủy. Bạn làm cho mọi người rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng và vỡ òa bởi những cái miếng, những cái câu mà bạn buông để mà làm cho cái không khí của cái vở đó nó trở nên nhẹ nhàng, trở nên hài hước, đúng cái chất mà chúng ta đang hướng tới với các bạn sinh viên. Tuy nhiên, việc hơi tiếc là cái bạn nhân vật thủy tinh, bạn không mix được với cái câu chuyện lắm, bạn hơi bị căng, bạn hơi bị... nghiêm túc quá, trong khi nhân vật của bạn có quá nhiều đất diễn. Và rõ ràng so với cái phần thi chào đầu của các bạn, lần này các bạn có được những cái sự sáng tạo, những cái sự tươi mới rất rất là nhiều. Tuy nhiên là việc mong đợi nhiều hơn cái mà các bạn đang cho việc xem cũng như là cho các thành viên ban giám khảo xem. Và dẫu như thế nào thì việc phải nói là thật sự cảm ơn các bạn vì đã cho chúng tôi một cái phần thi nó thú vị, nó có một chút gì đó độc đáo. Và nói thêm một chút xíu thôi. Lúc nãy khi mà Việt xem cái phần mà các bạn sử dụng các hình ảnh trên màn hình LED để chuyển cảnh, tự nhiên lúc đó Việt nghĩ một điều là tại sao chúng ta không có những cái clip mà chính các bạn xuất hiện trong những cái hình ảnh đó? Thì có phải khi một nhân vật nào đó xuất hiện trong một cái clip hay một cái hình ở trên cái màn hình đó, nó sẽ làm cho các phần thi của các bạn nó trở nên sống động hơn, thay vì chúng ta chỉ là những hình ảnh minh họa thuần tí, trong khi các bạn chính là những người kể câu chuyện đó và các bạn là nhân vật trong câu chuyện đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn nhà báo Phong Việt. Tôi nghĩ là rất áp lực cho các bạn khi trong vòng 8 phút các bạn phải truyền tải một thông điệp lớn như vậy, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đội trường Đại học Thủ Dầu Một cũng khá thông minh khi chúng ta chọn chủ đề về thôi nôi của hai bé Sơn Thủy, liên hệ câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh để liên hệ đến một vấn đề cũng rất thời sự hiện nay. Như các bạn biết là nhãn tiền chúng ta thấy là lũ lụt miền Trung đã và đang, chúng ta cũng gánh chịu những hậu quả rất nặng nề. Và các cách truyền đạt từ câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh để chúng ta hình dung được rằng con người chúng ta có trí tuệ, đúng không ạ? Có sức mạnh, có công cụ. Nhưng nếu trí tuệ, sức mạnh, công cụ đó chúng ta sử dụng nhưng không có một cái sự tính toán và đâu đó trong đó nó không có sự suy nghĩ cho tương lai, thì chính chúng ta sẽ là người lãnh những hậu quả đó. Và hậu quả đó, thông qua cái thông điệp của các bạn, khi chúng ta đã sử dụng được tấm khiên rồi và tấm khiên nó đỡ cho những gì hậu quả cho chúng ta gây ra, thì còn lại là sự đau thương, mất mát. Nhưng trong câu chuyện này các bạn cũng rất thông thái khi các bạn cũng đưa ra được là một con đường cứu cánh, đúng không ạ? Khi cầu cứu đến mẹ thiên nhiên, khi cho chúng ta làm lại từ đầu, khi cho chúng ta gỡ gạt lại những sai lầm trước đó của chúng ta. Tôi nghĩ là Đại học Thủ Dầu Một các bạn thực sự là đã thể hiện được sự thông thái. Và trong cái thông thái đó, đâu đó cũng thông qua cái phần biểu diễn của các bạn, nó cũng có sự vui tính trong đó rồi, có sự dí dỏm thông qua sự biểu diễn của các nhân vật. Nên là cá nhân tôi đánh giá phần biểu diễn của các bạn đã thể hiện được những thông điệp, và thông điệp đó rất có ý nghĩa. Và
Nó đúng chất là sinh viên của chúng ta đúng không ạ? Dí dỏm, vui vẻ, trẻ nhưng có tính giáo dục, có tính giáo dục rất nhiều. Và tôi chúc mừng cho phần biểu diễn của các bạn trường Đại học Thủ Dầu Một. Xin cảm ơn chị Trần Thu Hà. Xin cảm ơn chị Trần Thu Hà. Hồng Ánh, từ nãy giờ thấy Hồng Ánh xem rất chăm chú và đôi khi cô còn ghi những cái gì đấy, nhận xét gì đấy. Và bây giờ chúng tôi rất muốn bật mí. Qua cái phần thi vừa rồi của đội Thủ Dầu Một thì anh thấy là mình đọc được cái thông điệp mà các bạn quan tâm, đó là vấn đề về môi trường. Mình cũng thấy được cái sự hóm hỉnh trong từng cái lời thoại của các bạn khi mà các bạn phối hợp với nhau. Tuy nhiên thì mình thấy cái tính sáng tạo trong cái phần thi này của bạn có phần nó chưa được bộc lộ mạnh mẽ. Bởi vì cái phần kịch bản mà bạn giới thiệu để nêu lên được cái thông điệp của mình đó, nó khá là an toàn với khá nhiều cái đạo cụ để các bạn minh họa cho cái phần thi của mình. Bên cạnh đó thì Hồng Ánh nhận thấy là có những bạn thì dường như là về cái diễn xuất đó, các bạn chỉ làm xong cái phần của mình, mặc dù các bạn vẫn ở trên sân khấu nhưng mà nói xong cái phần thoại của mình là các bạn gần như là buông cái nhân vật của mình ra. Mình không còn là ông thần nữa mà mình đang căng thẳng, mình chăm chú xem bạn của mình thay đồ xong chưa để chuẩn bị tiếp tục. Thì một tí xíu kết nối của những nhân vật này với nhân vật kia và cái phần lớp diễn này với lớp diễn kia thì các bạn thấy, để cho khán giả thấy được cái sự tập luyện của mình dường như chưa có nhiều thời gian lắm. Thì Hồng Ánh rất là tiếc ở cái phần đó thôi. Còn về xem cái tiết mục của các bạn thì mình nhận thấy cái thông điệp mà các bạn quan tâm được thể hiện rất là rõ ràng. Cái tính hài hước, cái chất trẻ cũng có. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần thi vừa rồi. Xin cảm ơn diễn viên Hồng Ánh. Hồi nãy thì em cũng có một cái ý cũng khá là giống với chị Hồng Ánh, là có một cái sự rời rạc nhất định ở trong cái phần diễn của các bạn. Nó giống như là nếu như cái phần lời chào sinh viên á, mình chưa thấy được cái màu sắc, cái cá tính của Đại học Thủ Dầu Một thì qua đây mình thấy rõ hơn. Có một cái áp lực, anh Sam ạ, có một cái áp lực khi mà mọi người nói là cái tiêu chí của SV2020 là thông thái và hài hước. Tại vì hài hước nó phải là mình tìm ra được cái điều đó trong mình. Còn bây giờ khi mà mình phải cố gắng để hài hước, nó là một cái áp lực. Nhưng mà ở đây em thấy có một cái điều tiến bộ của Đại học Thủ Dầu Một là chúng ta có thể mô phạm nhưng chúng ta hóm hỉnh theo một cái cách riêng của mình. Chúng ta không cần phải náo nhiệt vồ màu nếu như mình không phải như vậy. Thì ở đây các bạn có cái mảng miếng đó, nó duyên. Và em là một khán giả, em cảm nhận được điều đó, đó là cái điều tốt. Nhưng đó giống như là các bạn đem một cái đĩa bánh và nó rời rạc với nhau. Tại vì chị phải coi cái cảnh đầu tiên, xong sau đó các bạn ngoảnh mặt đi vô. Mặc dù các bạn vẫn còn trên sân khấu và sau đó các bạn khi xuất hiện trở lại, chị mới tự động là liên kết lại, thì ra đây là cái tiếp theo của cái đầu tiên. Thì chị mong muốn là các bạn rút kinh nghiệm là trừ khi nào các bạn đã rời ra khỏi sân khấu rồi, các bạn mới buông cái vai của mình. Còn không á, nó gãy và nó bắt buộc những người xem phải tự tưởng tượng ra cái điều đó thì nó rất là khó khăn và nó làm cho mình vụng về. Thì mình rút kinh nghiệm điều đó nha. Còn ngoài ra chị thấy đây là một cái sự tiến bộ của Đại học Thủ Dầu Một. Cảm ơn các em. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Ái Phương. Xin mời giáo sư Huỳnh Văn Sơn ạ. Đến phần này thì tôi thích phần thể hiện của các bạn, bởi vì tôi nghĩ là các bạn trở lại đúng cái con người sinh viên trẻ, sáng tạo và cũng có đôi chút rất là quậy phá của tất cả các bạn. Tôi có 3 lời nhận xét dành cho các bạn. Thứ nhất là tôi nghĩ thông điệp các bạn đưa ra khá rõ ràng, và nó xem cái vở của các bạn ngắn trong vòng khoảng 9 phút hơn, nhưng mà có chuyện để nói và có cái để mình suy nghĩ. Và tôi nghĩ thông điệp như vậy là rõ rồi. Bạn cũng khai thác được những cái hình ảnh biểu trưng mà chúng tôi đã đặt ra cho tất cả các bạn, đó là cái búa và chiếc khiên. Và tôi nghĩ rằng cái hình ảnh cái búa thì các bạn khai thác khá tốt, nhưng mà hình ảnh chiếc khiên thì chưa thực sự tốt lắm, nhưng mà các bạn đã hóa giải nó bằng cách là buộc người ta phải có một cái sự liên tưởng tiếp nối. Tôi nghĩ đó là ưu điểm của tất cả các bạn. Và xem vở của các bạn nếu mà không tập trung á, thì sẽ không hiểu hết được cái tuyến đi mà các bạn dựng. Cho nên đó cũng chính là một trong những điểm thú vị. Và tôi rất thích ý của chị Phương là mình không cố gồng mình để mình trở thành dí dỏm hay hài hước giống người khác, mà mình làm cho cuộc sống mình cân bằng bởi cái sự hài hước và dí dỏm khi cần thiết, phù hợp với cái chất của mình.
Nhận xét thứ hai của tôi thì tôi nghĩ là các bạn vẫn thể hiện rất là rõ trong cái chiến lược của các bạn, đó là tính mô phạm của các bạn vẫn có. Bởi vì hình ảnh chiếc búa của các bạn đã lồng ghép đem đến cho người ta, nó không phải là một cái vật mà chúng ta có thể muốn gì được nấy, mà nó phải dựa trên sức lao động của chúng ta, và cũng không được sử dụng chiếc búa ấy một cách rất là vô tội vạ. Đó là điều mà tôi muốn khen tất cả các bạn. Và nếu như nói là đây là một cái cuộc chơi thì đúng, nhưng không thể buông tất cả những vấn đề về xã hội và chính trị, đặc biệt là vấn đề giáo dục, và tôi nghĩ các bạn làm được điều đó. Xem vở của các bạn xong có cái để ngẫm, để nghĩ và để sống, để điều chỉnh. Và điều thứ ba tôi chia sẻ với các bạn đó là thực ra là thường người ta tư duy hệ thống, người ta rất là tốt để nhìn toàn cục. Nhưng cũng chính vì tư duy hệ thống, cái bắt đầu mình ép mình phải đủ hết, thành ra các bạn có một chút vụng về. Và ở đây nếu như các bạn biết nhấn một số chi tiết thì các bạn sẽ làm cho vở của các bạn nó gọn và rõ hơn. Đặc biệt là tôi có một chút cảm xúc riêng với một số bạn, đó là có một số bạn thì đài từ rất là tốt và những mảng miếng cũng rất là rõ, nhưng nếu như tất cả các bạn đều có thể làm một cái bệ phóng cho nhau thì tôi nghĩ cảm xúc nó còn tốt hơn nữa. Hy vọng các bạn sẽ làm tốt hơn nữa ở phần thi kế tiếp. Chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn những nhận xét của giáo sư Huỳnh Văn Sơn, và chứng tỏ là thầy chứng tỏ là một người đã theo sát SV từ năm 96 đến giờ, 25 năm qua, và những nhận xét rất chính xác và rất là chi tiết, giúp các bạn nhiều thứ, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc. Vâng. Trước hết là tôi đồng ý với phần lớn quan điểm của các thành viên ban giám khảo, nhưng mà tôi cũng có một vài cái đi ngược. Thứ nhất là anh Phong Việt, cái việc quá thời gian anh đừng nêu ở đây, bởi vì gây tâm lý cho cả chúng tôi, chúng ta và các bạn. Và lần sau nếu có được thì anh ăn gian khoảng một vài giây cho các bạn, không sao cả. Đúng không? Chúng ta thống nhất có ăn gian tí một vài giây, mà một vài giây đấy để nhắc cho các bạn thấy rằng mình lỗi mình không quá ghê gớm. Các em như thi xong nữa, thôi chết rồi, bị trừ điểm rồi, thế thì còn gì nữa. Đấy là việc một. Việc thứ hai là chị Hồng Ánh với chị Ái Phương là khó tính. Mà nói đúng như ngôn ngữ bây giờ là khó tính vãi. Tôi phải nói thật. Thì mình cứ xem các em diễn đi. Ở đây tôi ghi là, đây tôi có ghi là chuyên nghiệp cũng không làm được. Nào bây giờ cứ cho Xuân Bắc, Hồng Ánh, Ái Phương nghĩ một tiểu phẩm với cái sự hồn nhiên thế này, chúng ta có làm được không? Không làm nổi đâu. Bởi vì cái tư duy của chúng ta nó theo một cái hướng khác rồi. Cho nên các bạn đang làm rất tốt. Tôi đánh giá rất cao cái phần này của các bạn. Nó hồn nhiên, nó thoải mái. Nó ở đâu đó mà nó vượt qua cả cái suy nghĩ của giới chuyên nghiệp chúng tôi. Tôi xem tôi cười rất thích thú. Sóng cao lên thì là đứng cao lên vẫy. Có vấn đề gì đâu. Nó cực kỳ đơn giản. Rồi xong thì hai đứa biến đổi sau một hồi. Anh Sâm với em thích cái chi tiết này quá cơ. Đứng rồi xong lá vàng rắc rắc rơi. Qua một vài mùa thu rồi chúng nó lớn lên cả. Làm sao mà mình có thể thay đổi không gian như thế được? Đúng, chỉ có các bạn mới làm được thôi. Khi mà nhận được đề tài là siêu năng lực thì tụi em đã nghĩ tới rất là nhiều cái yếu tố hiện đại. Ví dụ như là những bộ phim liên quan tới Avengers. Nhưng mà tụi em lại muốn truyền tải thêm về truyền thống Việt Nam đối với các bạn trẻ hiện nay, nên đã chọn một hình tượng rất là điển hình, chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Tràn dầu ô nhiễm lòng Thủy Tinh ta điêu đứng cồn. Cái đội kịch của bạn chung một chủ đề với tụi em luôn, đều là Sơn Tinh Thủy Tinh, nhưng mà bạn diễn theo một cái nét diễn và cái ý nghĩa khác. Còn tụi em thì truyền tải thông điệp thông qua một cái mảng màu khác. Tụi em muốn mang đến tiếng cười, nhưng trong cái tiếng cười đó nó có hàm ẩn những cái ý nghĩa đặc biệt. Đó là cái châm ngôn và cái lý tưởng của tụi em. Các bạn vỗ tay to nữa và chúng ta cùng đến 3, 2, 1, bắt đầu! Ngày xưa, xưa ơi là xưa. Có chuyện gì không kể, coi đi rồi biết. Trời ơi, ở đâu ra mà quá trời rác thải?
chai nhựa ni lông tràn dầu ô nhiễm lòng thủy tinh ta điêu đứng khôn cùng. Mà sao cứ lên đây kiếm người ta hoài vậy? Ai vậy mày? Ủa? Ai đây? Trời ơi! Em! Mỹ Nương nè! Trời! Mỹ Nương! Sao có năm anh không gặp em thôi mà em phì nhiêu ra quá vậy Mỹ Nương? Mập dữ! Nhưng mà Mỹ Nương! Hôm nay anh không lên đây để kiếm em, mà anh lên đây là để tìm chồng của em, Sơn Tinh! Sơn Tinh đâu? Sơn Tinh đâu? Anh ơi, tự nhiên người ta nói em mập mà em đâu có mập đâu, em hít không khí không mà tự nhiên anh nói em mập. Ôi, người ta nói đúng mà em. Em nhìn đi, thú rừng còn có 3 con hả? Thú rừng đi ăn hết, bộ bị bắn em mặn đâu. Vợ chồng vẫn bên trơn á, vô ăn tiếp mới được. Tụi bay ra ngoài đợi tao. Ok. Thủy Tinh. Sơn Tinh, hôm nay ta lên đây tìm ngươi là để nhậu. Huynh đệ năm không gặp, dạo đàn sao gì mới thôi. Tao mới nâng cấp cái búa của ta nè. Cái búa thần đó hả? Đúng rồi, ta kết hợp những công nghệ hiện đại nhất hiện nay nè, AI nè, IoT nè, tạo nên một siêu năng lực vô địch thiên hạ luôn á. Ghê vậy, coi coi đâu. Rồi anh là Sơn Tinh đẹp trai hát hay, còn gì anh có đủ. Khi anh có búa ở trong tay thì núi non cánh đừng sẽ bao phủ. Nhìn này một đống đất bên đây, anh biến một cái là mất ngay. Búa của anh là điều tuyệt vời nhất, vì siêu năng lực có một không có hai. Thủy Tinh anh không bị khùng, anh đến từ thủy cung. Trong tay anh có phép tiên, và đó là cái khiên. Bỏ nhà rồi, dưới biển coi như rác thải. Anh biến thành lốc xoáy ngay, mày đi đâu thì anh không biết, mà biển sạch anh cũng chỗ tay. Ghê không? Trời đất ơi, ta cũng nâng cấp đó. Nhưng mà nhớ á, giữ nó cho kỹ, giống như ta giữ cây búa của ta vậy nè. Bởi vì nó mà rơi vào tay người khác á là hậu quả khó lường à nha. Tao biết mà, cái này quan trọng. Thôi vô. Ê, cái gì vậy Tinh? Điện thoại rung. Alo. Dây. Tiệt hả? Trời. Sao? Dữ gì? Chết tao rồi, không xong rồi. Tao mất rồi. Mất cái gì? Đi lên đây nhậu để cái khiên ở nhà, mất cái khiên rồi. Bây giờ lỡ người ta mà lấy cái búa đập vô cái khiên là... Ôi, đừng có nói cái bí mật đó ra. Bây giờ á, để ta vô ta cất kỹ cái búa của ta là được. Cất kỹ cái búa? Cuối cùng, ta cũng lấy được cây búa rồi. Ta sẽ đưa cho con cá mặt ngu để nó làm ta ốm. Ê! Lấy được chưa? Lấy được rồi. Mà ngươi có chắc cây búa này làm ta ốm không vậy? Trời ơi! Chắc chứ! Làm theo ta đây. Ê! Búa của ta kìa! Khiên của ta kìa! Ủa chưa làm xong mà? Trời! Ngươi tưởng nó có thể làm cho ngươi ốm được hả? Ngươi bị tay lờ rồi mà cứ... Cả một ngu! Thì ra ngươi âm mưu lấy cái búa và khiên của bọn ta. Quân bay đâu? Mau bắt nó lại cho ta! Dọn cái bàn nhậu! Tới đây! Tới đây! Tới đây! Tới đây! Tới đây! Bước thêm một bước nữa là tao gõ! Bình tĩnh, có gì từ từ rồi nói bạn ơi! Ok! You like me afternoon! Trời ơi, tiếng Anh đó, you nè, like me nè, afternoon là thích thì chiều đó. Cái đó là harvest your grain, má ơi. Kêu vô hấp lít học cho giỏi tiếng Anh đi mà đâu có chịu. Chọn hấp lít, được tương lai. Không quảng cáo nha. Ngày hôm nay, ta nhất định gõ búa vào khiên vào nhà. Ngươi có biết đó là siêu năng lực duy nhất để ta làm sạch ngôi trường hay không? Và nếu mà ngươi đập nó vào nhau á, nó sẽ bị phá hủy đó. Hơn nữa, nếu mà ngươi không phải thần tiên mà ngươi dám đập hai thần khí lại với nhau là cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Ngươi có biết không? Ta biết chứ. Biết vậy sao mà làm? Tại sao à? Chị bao khổ quá mà. Một đứa ở trên núi đổ rác xuống dưới biển, một đứa dưới biển rảnh nó không làm gì, cuốn rác lại lên trên núi. Thực ra
xác không tự sinh ra, không tự mất đi. Nó chỉ dời từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Vậy mà chị ba phải sống ngập ngụa trong rác. Chị ba buồn, chị ba bệnh, chị ba chết. Chị ba chưa chết. Chị ba muốn tất cả phải chết chung với chị ba. Chị ba muốn hủy diệt thế giới. Ôi một bên lãng phí nước thế này, còn một bên hạ người đứng cả ngày. Ủa đứng làm gì, chờ sạch nước mang về. Ôi trời ơi, bao nhiêu đang thương, bao nhiêu xót xa. Con người lãng phí, mất tiêu hết nguồn nước sạch. Mà không có nước sạch, lấy luôn nước dơ để xài. Xong rồi sau đó, chúng ta chết dần chết mòn. Trước sau cũng vậy, chết chung với nhau đỡ buồn. Đừng 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 có mà làm ngu con kia. Đừng 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 có mà làm điên con kia. Trời trời trời, chê ba sợ cưng hay sao? Cùng nhìn nè búa khi ta đập cái bùm. Trái đất bị hủy diệt, tất cả sinh vật sống trên trái đất đều biến mất. Và rồi mẹ thiên nhiên lại ưu ái cho con người một lần nữa. Những mầm xanh mới đâm chồi, thiên nhiên nguyên thủy cùng bầu không khí trong lành đã quay trở lại. Trái đất một lần nữa lại được tái sinh, xanh hơn, sạch hơn. Nhưng không, hãy trở về với thực tại đi. Ủa? Gì kỳ vậy? Sao không gì xảy ra vậy? Sao con người không chết? Rác còn chất chồng trên đất liền. Rác còn dưới biển kìa. Hả? Trái đất vẫn ô nhiễm. Chẳng thần khí nào có siêu năng lực cải tạo môi trường cả. Siêu năng lực trong mỗi con người kia kìa. Siêu năng lực không ở đâu xa. Siêu năng lực trong mỗi chúng ta. Vậy đi, bây giờ mình dọn rác đi. Dọn rác đi. Cảm ơn trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh lại mang đến một cái bầu không khí hoàn toàn khác khi chúng ta cùng đề cập tới một chủ đề của chương trình, đó là siêu năng lực. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe nhận xét của các vị giám khảo. Tôi chia sẻ với các bạn hai điều. Điều thứ nhất là tôi cho rằng là các bạn có sự dàn dựng một cách rất là có tính toán. Xem cái vở của các bạn thì có nhiều cái cung bậc cảm xúc nó đủ hết, và điều đó làm cho người ta sẽ rất là dễ dán mắt vào màn hình để theo dõi những gì các bạn thể hiện. Và tôi cho rằng đây là sự thành công của các bạn, bởi vì bao giờ cũng vậy, với yếu tố hấp dẫn là rất là quan trọng. Điều thứ hai tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn nữa thôi, đó là về cơ bản bạn đã làm hài lòng chúng tôi về phần thông điệp. Và có một trong những câu mà tôi rất là thích, và coi như bạn buông câu đó nó rất là phù hợp, là siêu năng lực nó ở trong mỗi một con người chúng ta. Và đây chính là một trong những nội dung tôi nghĩ nó gói ghém rất là trọn vẹn về hành vi, về thái độ và về những gì con người cần thực hiện ngay lập tức để có thể tự bảo vệ chính mình và bảo vệ nhân loại. Tôi thích phần thể hiện của các bạn trên sân khấu này. Xin cảm ơn giáo sư Huỳnh Văn Sơn. Xin mời ca sĩ Ái Phương. Dạ vâng ạ, thực ra đầu tiên á, thì Phương phải nói là Phương cảm giác như là Phương đang xem một cái vở kịch của sân khấu IDCAP vậy đó. Rất là đã, dàn dựng tốt, bố cục mọi thứ rất là chặt chẽ, diễn tốt. Và ở đây á, nếu như mà ở đội của Đại học Thủ Dầu Một các bạn duyên ở những cái mảng miếng cá nhân, thì ở đây cái sự hài hước và dư dáng nó nằm ở dàn dựng biên tập. Nó là từng cái cảnh đó, nó làm, nó mang tới hiệu ứng. Thì cái sự kết nối của các bạn rất là tốt. Và có hai cách tiếp cận rõ ràng. Ở đây mình thấy là cách tiếp cận của Đại học Thủ Dầu Một là nó mang tính khá là truyền thống. Và cái không gian của cái cách mà Phương cảm thấy là cái không gian cảm xúc nó lớn. Nhưng ở đây cách tiếp cận của Hublit thì rất là hiện đại, gần gũi. Một cái tình huống nhỏ, ứng dụng. Thì các bạn một lần nữa đã thành công trong cái việc là thể hiện theo chủ đề của chương trình, nhưng bên cạnh đó thể hiện cái bản thân rất là rõ ràng. Thì Phương rất là thích, chúc mừng các bạn. Các bạn là đối thủ rất là mạnh của các đội năm nay đó. Cảm ơn, xin cảm ơn ca sĩ Ái Phương. Cái điều mà tôi muốn bổ sung thêm với Ái Phương là lúc nãy Ái Phương có, tôi quên mất khi mà bạn nhận xét về đội tuyển SV Thủ Dầu Một ấy, bạn có nói một ý là
có cái cách mà có ai đó có duyên để mà thể hiện cái sự dí dỏm hài hước và không nên gồng mình ấy. Nhưng mà ở SV ấy, không nhất thiết phải là từng cá nhân, từng con người cụ thể thể hiện cái khả năng hài hước như anh Xuân Bắc hay những cái danh hài của mình đâu, mà bản thân cái kịch bản, cái cấu tứ, rồi những cái chi tiết ở trong đấy, rồi sử dụng âm nhạc, rồi âm thanh như thế nào, tất cả những cái đó nó làm nên, chứ không phải là ai đó làm nên cái sự hài hước. Ở đây phải hiểu cái sự dí dỏm của những nhà thông thái là chỗ đó. Và chúng tôi không gọi là những nhà thông thái hài hước, mà chúng tôi gọi là những nhà thông thái vui tính. Cái vui tính nó có chất dí dỏm rất thông minh của riêng các bạn ấy. Cảm ơn Ái Phương. Cảm ơn Ái Phương. Xin mời nhà báo Phong Việt. Cho phép Việt phản biện một cái chi tiết mà lúc nãy anh Xuân Bắc anh có nói là khi mà chị Ái Phương và chị Hồng Ánh có nhận xét cái phần thi trước đó của các bạn Đại học Thủ Dầu Một thì có nói là chúng ta không nên đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp quá từ phía các bạn sinh viên. Nhưng nói thật với các bạn, khi Việt xem cái tiểu phẩm này của các bạn, Việt nghĩ cái tiểu phẩm này nếu các bạn mang lên sân khấu, các bạn bán vé cho khán giả xem, họ sẽ cực kỳ hài lòng. Và các bạn đủ khả năng, các bạn đủ khả năng chuyên nghiệp. Và Việt cảm ơn vì cái phần thi của các bạn với Việt là hoàn hảo. Và các bạn chỉ có một chút xíu không hoàn hảo. Và cái không hoàn hảo đó nó không phụ thuộc quá lớn vào phần thi của các bạn, là bởi vì các bạn bị lố 40 giây. À, 40 giây. Vâng. Vậy thôi. Xin cảm ơn nhà báo Phong Việt. Một nhà báo, một nhà thơ nhưng mà rất là cầu thị, đúng không ạ? Bạn anh Xuân Bắc anh có đề nghị như thế, và bây giờ là anh ấy để phần sau cùng anh thông báo về nhiệm vụ của nhà báo là vẫn hoàn thành nhưng mà không ảnh hưởng tới tâm lý của các bạn. Xin cảm ơn nhà báo Phong Việt. Chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của chị Trần Thu Hà, xin mời. Các bạn ơi, tôi chắc không thể nói gì dài hơn ngoài chuyện là tôi thích phần biểu diễn của các bạn. Có thể là các bạn đã phát huy rất tốt cái tinh thần ngay từ đầu cuộc thi ngày hôm nay. Cái chất trẻ, chất dí dỏm, chất thông thái nó vẫn đầy đủ. Và tôi mong muốn là, bởi vì tôi làm công tác thiếu nhi mà, tôi mong muốn đặt hàng các bạn hãy đến tuyên truyền cho thiếu nhi của thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, rất là cảm ơn. Thật sự là nếu hồi nãy mà khán giả mà có xem cái biểu cảm của em trong cái phần thi của các bạn Đại học Hoplit thì mọi người sẽ thấy rất là rõ cái sự phấn khích của em dành cho tiết mục này. Phải nói là chị ngồi chị cười như một con điên. Vâng, đó là thành công của các bạn đấy. Vâng. Điều đó chứng tỏ là cái phần dí dỏm hài hước thông minh của các bạn khỏi phải bàn rồi. Và một cái điều nữa là mình thấy là cái sự kết hợp trong cái thông điệp mà các bạn gửi đến chương trình đó, nó không có sáo rỗng. Mà mình thích nhất nữa là các bạn đưa ra được cái giải pháp, các bạn nêu ra được vấn đề, xong rồi có trải qua những cái rào cản, những cái khó khăn, và cuối cùng là các bạn đưa ra được cái giải pháp. Và một cái điều thú vị nữa, các bạn tận dụng được cái đồ vật mà ban giám khảo đưa cho các bạn một cách rất là hợp lý, rất là thông minh, và nó rất là hài hòa trong cái tổng thể chung. Nếu mà nói một cái điều tiếc một tí xíu thôi, đó là vì tôi không thích những cái bảng tên được dán ở trên các nhân vật rồi. Bởi vì các bạn tạo hình một cách nó rất là cụ thể rồi, không cần phải nói là tôi là bạch tuộc, tôi là chó, là mèo gì cả. Cái phần diễn xuất rất là hay, đại từ rất là rõ ràng. Và một cái dàn đồng ca này không ai nổi trội cả, tất cả các bạn đã phối hợp với nhau để cho cái tiết mục của mình thành công. Tôi rất là thú vị và rất là phấn khích với cái phần biểu diễn này. Rất là cảm ơn Hồng Ánh. Tất cả những gì mà Hồng Ánh vừa nói thì tôi cũng đều đồng ý. Chỉ duy cái ý kiến cuối cùng tôi không đồng ý. Tôi lại thích những cái tên này nó ghi ở đấy. Nó là sinh viên, đây là chất SV của tôi này. Xin mời ban giám khảo cho điểm đội thi SV đến từ trường Đại học Thủ Dầu Một. 8.5 8.5 8 9 9.5 8.5 9. Kính mời quý vị ban giám khảo hãy cho điểm cho đội tuyển SV Hoplit. 10. Còn 10 thứ hai. 10. 9.5 10. 10.
sự. Kiểu là tụi em rất là cảm động luôn. Tại vì cái công sức mà mọi người bỏ ra hàng đêm để mọi người luyện tập. Đội Đại học Thủ Dầu 1, các bạn có 61 điểm, lố thời gian bị trừ 1,5 điểm, cho nên tổng số điểm hiện tại là 59,5 điểm. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, số điểm là 69 nhưng bị trừ 0,5 điểm. Vậy là các bạn có 68,5 điểm là điểm hiện tại. Chúc mừng các bạn. Điểm số có chênh lệch quá nhiều sau phần chào sân và phần thi nhạc kịch thì tụi em phải chiến, chơi hết mình, là vì tụi em nghĩ là tụi em cũng không còn gì để mất. Trong phần thi ống kính SV, 4 nhân vật với 4 tính cách nước, lửa, đất, khí sẽ luôn đưa ra một video để thể hiện một vấn đề với nhiều quan điểm khác nhau, đồng thời cung cấp bối cảnh diễn ra tình huống đó. Phần thi này đòi hỏi các bạn sinh viên phải có phần nhập vai, tranh biện ngẫu hứng trên sân khấu để từ đó đưa ra thông điệp của đội tuyển về chủ đề chung mà chương trình đưa ra. Hai đội tuyển SV đã lần lượt có phần bốc thăm lựa chọn nhân vật sẽ phải nhập vai của mình. Em là một fan của Marvel nên rất là thích Thor. Nhưng mà đối với đất diễn trong vở kịch này, em nghĩ là nhân vật nào cũng sẽ có một góc cạnh để khai thác. Em nghĩ là mẹ của thần Thor sẽ là một người phụ nữ rất là quyền lực, chuyên gia, nghĩa là mình phải chính chuyên một cái vấn đề nào đó. Và nếu mà tụi em bóc chúng phải cái nhân vật này á, thì có nghĩa là những cái câu hay là những cái lời tụi em nói ra thì nó phải mang một cái tính khẳng định và theo đúng chất là một chuyên gia. Mẹ con không biết đâu, búa của con hết điện rồi đây này. Cái búa này bố mẹ sắm cho con để bảo vệ vương quốc. Con cứ dùng vật muỗi làm gì mà trả trong hết điện. Bây giờ vương quốc mình bao nhiêu là muỗi, con không dùng búa để vật muỗi nó đốt con của mẹ gầy đi thì làm sao? Thôi không khóc nữa, không khóc nữa. Con bay đâu? Dạ có chúng thần. Dạ có chúng thần ạ. Mang búa thần Thò sạc điện. Dạ thưa hoàng hậu, hiện nay điện cho vương quốc đã quá tải, nếu như cắm thêm búa của thần Thor vào thì sẽ sập nguồn cả vương quốc mất ạ. Người khỏe đùa nhỉ, búa này là bảo vệ an ninh cho cả vương quốc, không có điện làm sao bảo vệ vương quốc được. Dạ thưa hoàng hậu, theo thần nghĩ đã đến lúc chúng ta đưa điện hạt nhân vào sử dụng được rồi đấy ạ. Điện hạt nhân sẽ cung cấp một nguồn điện dồi dào phục vụ cho cả vương quốc, sẽ thay thế cho phong điện, nhiệt điện, quang điện hay thủy điện, nhiều cái hiệu suất không cao mà còn gây hại cho môi trường nữa. Tốt, vậy thì triển khai luôn. Dạ thưa hoàng hậu, xin hoàng hậu hãy cân nhắc ạ. Việc thảm họa nhà máy điện hạt nhân xảy ra ở các vương quốc khác kinh khủng như thế nào, chắc là hoàng hậu vẫn chưa quên. Có những vương quốc rò rỉ hạt nhân mà ra xanh lè như bôi metilen, người mọc thêm cả đuôi, vô cùng quái dị ạ. Vương quốc nào đấy? Chưa xem phim Avatar. Xem ra cái hậu quả của điện hạt nhân này không phải là tầm thường. Ta chỉ tiếc ta vừa mất công tắm trắng, bây giờ ra sách lè cái bọn Avatar là ta không đồng ý đâu. Thế còn cái búa của con thì như thế nào ạ? Hỏi bố mày. Sạc búa cho con, sạc búa cho con. Quá, bố mày đâu? Tất cả thần dân của ta. Búa của con hết pin rồi, sạc pin, cắm sạc nhanh lên. Dạ, con chào ông ạ. Tình trạng bây giờ là mình phải làm liền cái nhà điện hạt nhân để sạc cái búa đó. Chuyên gia môi trường không có cho. Con cũng không hiểu làm sao, bao nhiêu cái ưu điểm nó lòi ra trên đó. Nào là tiết kiệm chi phí, nào là bảo vệ môi trường, mà cái năng lượng nó gấp cả triệu lần. Muôn tao đất vua, với những hiểu biết của mình, con đã thấy những sự việc xảy ra nổ nhà máy điện hạt nhân rất là nguy hiểm cho vương quốc. Ta biết. Rồi, sao nữa bà? Nó nói đúng đó, nghe đi, tối về nấu cơm cho ăn. Trời ơi, suốt ngày lúc nào cũng hết điện. Bữa sạc cái bàn ủi cũng hết điện, mà bữa sạc có cái micro giờ nói không lên tiếng luôn nè, mọi người nghe không? Ôi, thương. Thấy chưa, thưa ông, thưa bà, con có hai luận điểm siêu bự. Luận điểm thứ nhất, cho con miếng nhạc. Cô chú anh chị em giờ số nào? Số gì ra giờ, một số nữa là kinh, chắc chắn luôn, chắc chắn luôn. I love you 2000, 3000 một ký điện. 3000 một ký điện, hiện nay giá thành nó cao ơi là cao. Chỉ có đơn giản ngủ, ăn, sống trong nhà, xài có mấy cái quạt, mà một tháng nó tới
700-800 ngàn. Trong khi đó xài điện hạt nhân, cái tiền nó sẽ bị giảm xuống. Vậy thì tại sao mình không triển khai? Triển khai luôn. Trời ơi. Nhưng mà không được Quốc Vương ơi. Nào chuyên gia môi trường hãy nói. Quốc Vương có thể mời một chuyên gia nghiên cứu về điện sâu hơn, không chỉ là điện hạt nhân, để làm cho vương quốc ta ngày càng mạnh mẽ hơn. Nào giải quyết phần này thế nào mẹ thần thò? Mới hôm bữa luôn. Cái mình da cam lè, thân đầy vàng, mọc đuôi luôn. Tại thằng này, nó gây ra những cái biến đổi mà không ai có thể ngăn cản được. Đừng bàn về những điều không đâu nữa. Thò, con muốn gì? Đương nhiên là con muốn điện rồi. Bây giờ nói chi nhiều, bà này có đưa ra được phương án đâu. Mình là thần mà, thần có thể dùng cây búa của thần đó, thần biến ra điện đi. Không thấy điện đâu cả. Hãy làm sao để Assad của chúng ta vừa phát triển, vừa an toàn và bền vững. Nào. Tại sao chúng ta không lấy những gì thiên nhiên đã cho? Tại sao chúng ta không sử dụng những gì đã có sẵn? Việc gì mà phải sử dụng tới urani, một cái nguyên liệu vô cùng khan hiếm hiện nay? Nếu dùng năng lượng thiên nhiên, đâu phải lúc nào cũng nắng được bà. Đâu phải lúc nào muốn mua là mua. Sao? Mấy cái nước mà sử dụng năng lượng hạt nhân á, bà phải công nhận là người ta phát triển quá, người ta ngày càng đi lên. Mình không có đi từ từ được, đâu phải xe ta bong bong trên chặng đường đâu bà. Mình phải đi lên chứ, lên. Bây giờ tự nhiên cúp điện, rồi sao diễn được nữa bà? Thua luôn, kèo này con thua. Có một điều vô cùng quan trọng mà tôi trăn trở, đó chính là cái tình trạng phung phí điện hiện nay. Và vô hình chung nó làm ảnh hưởng tới điện của toàn vương quốc. Và tại sao bây giờ thần Tho không có điện để xài cây búa? Tại vì vương quốc chúng ta đang quá phung phí điện. Vậy thì tại sao trong khi chúng ta có thể tiết kiệm hơn bớt để có thể né được cái điện hạt nhân? Đó cũng là một phương án, thưa đức vua. Tôn Tho, ý Tho thế nào? Ba mời bà này vô, bà nói vậy khi nào phát triển? Bây giờ mình làm mình mới khắc phục, có làm mới có ăn, không làm thì có ăn. Vậy thì ta sẽ giao cho chuyên gia môi trường phối hợp với chuyên gia điện hạt nhân làm sao tìm ra phương án tốt nhất để có đầy đủ điện mà phải bền vững phát triển. Cá nhân Phương cảm thấy ở phần này là một sự lội ngược dòng của đại học Thủ Dầu Một. Trong cái thời gian ngắn ngủi kể từ khi bốc thăm cho đến khi lên sân khấu, các bạn đã có sự chuẩn bị về các nội dung cơ bản. Đội Hublic có tới 2 lượt thay người để hỗ trợ, nhưng mà các bạn hoàn toàn bị động với cái quan điểm mà mình đưa ra. Mặc dù bạn đã đưa ra hai cái giải pháp mà mình thấy nó rất là hợp lý ở thời điểm này, nhưng mà rõ ràng là hình như là cũng chưa tự tin lắm. Đội Đại học Thủ Dầu Một, bạn hiểu biết khá rõ về vấn đề mà bạn cần thuyết phục, và bạn rất là tỉnh táo trong khi bạn xử lý tình huống. Ở ngoài đời bạn Trường là một người rất là hay linh hoạt. Khi mà mọi người nói một vấn đề gì đó thì Trường vẫn sẽ luôn tạo những cái câu chốt để mọi người cười. Nếu được thì trong một vài điểm nhấn bạn nên có sự quyết liệt hơn. Đại học Hublic thì tôi hơi tiếc ở các bạn một chút, đó là có những cái điểm chốt mà bạn chưa có khoét sâu vào. Các bạn ở Hublic, các bạn lộ một điểm yếu là các bạn không nổi bật được trong mỗi nhân vật của các bạn. Em đã có sự chuẩn bị không bằng các bạn, cho nên là dẫn tới cái phần thể hiện nó không được tốt. Việc không nhìn thấy được sự phối hợp giữa hai đội thi. Đó, riêng cái phần ống kính sinh viên hôm nay thì quả thật là tôi cũng vẫn còn hơi tiếc nuối một chút xíu. Phần này các bạn đã thể hiện được sự thông minh, sự nhanh nhạy, sự quyết liệt, nhưng ở đâu đó vẫn chưa đủ đáp ứng cái mong muốn của mọi người. Cái này là cái tôi tiếc nhất này. Giá như mà lúc đấy chuyên gia điện hạt nhân nói về những cái hậu quả nếu như không có điện ấy, chỉ cần thêm một câu này thôi này là tôi lập tức tôi bấm chuông ngay và tôi hoàn toàn mỹ mãn. Nếu không có điện thì hôm nay làm sao xem được chương trình SV2020? Tụi em thật sự rất là tự hào rằng là tụi mình đã thể hiện được hết sức mình ở vòng cuối, đặc biệt là bạn nhỏ ngồi kế bên của em, bạn đã thể hiện một màn rất là xuất sắc. Xin mời phần cho điểm từ phía ban giám khảo dành cho đội thi SV đến từ trường Đại học Thủ Dầu Một. 9, 9, 9.5, 9, 9.5 và 8.5. Kính mời phần trao điểm của ban giám khảo dành cho đội tuyển SV Hublic. 8,
cùng thì điểm số là thua hoàn toàn. Cho nên là trong cái phút mà hồi hộp ở trên sân khấu cũng như là đang vẫn còn lo lắng cho cái phần thể hiện chưa được tốt vừa rồi thì cảm giác của em rất là hồi hộp và lo sợ. Tổng 2 phần thi, Đại học Thủ Dầu 1 123 điểm và Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh 125,5 điểm. Chúc mừng Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng trường Hoplet đã đạt đội thắng và sẽ có vé vào chung kết bảng miền Nam. Xin cảm ơn nhãn hàng mì tôm vua lửa, chua cay được lửa, nhãn hàng xương ớt Kim Su, bạn món ngon một vị là nhà tài trợ của chương trình. Được sự thông thái đó của các bạn. Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn con đã mạnh dạn hoán đổi số phận để viết tiếp ước mơ và cuộc đời của mẹ. Chúng ta đã chúc mừng cho đội chiến thắng vào tiếp vòng trong, nhưng chúng ta cũng dành cho đội Thủ Dầu 1 những tràng vỗ tay thật lớn để động viên cổ vũ họ. Và đừng quên theo dõi chương trình SV 2020, nơi có sự góp mặt của những nhà thông thái vui tính. Chúng mình đã đưa tới đích đầu tiên và các bạn hãy đua theo chúng mình nha. Hẹn gặp ở chung kết.